Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Sáng nay một cậu khán giả tới quá trời đông luôn à cô chú anh chị ơi. À, chào mấy anh mấy chị. À, có hai ngoại nữa cả. Tân Châu hả? Ừ. Vậy là An Giang rồi. Ngoại, khỏe không ngoại? Ngoại khỏe, ngoại mới đi. Chúc ngoại với bà con bác mình Giáng sinh an lành vui vẻ nha bà con. Chào hai bà ngoại. Ngoại năm nay ngoại nhiêu xuân rồi ngoại? 77 con. 77 rồi hả? Dạ Tết năm nay là 78. Lớn hơn nữa nè. 8 nè. Ngoại này lớn hơn hả? 8 rồi đó. Ngoại. Rồi quá đẹp ngoại ơi. Ngoại năm nay ngoại nhiêu tuổi hả ngoại? 8 mấy hả ngoại? Ngoại rồi, ngoại 8 mấy, ngoại còn đi lên thăm cậu nữa nè. Đó. Dạ. Ngoại 8 mấy tuổi rồi mà ngoại lên ngoại thăm cậu Năm Vũ Linh nè. Ngoại ở đâu lận ngoại? Ở gần Giang Châu. Giang Châu hả? Thôi vậy là đó xa quá con không biết ngoại rồi. Xa hơn anh đó. Dạ. 200 cây trên 200. Bữa nay ngoại lên đây mình có người nhà trên đây hả ngoại? Có cháu quần nó trở lên. Dạ. Rồi xong mà cháu ngoại mới dắt ngoại vô đây thăm nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đi lên đây rồi đi vô đây. Dạ. Nó đưa vô bữa chủ nhật bữa vợ. Dạ. Ôi, bà ngoại này còn tin ghê, ngoại còn đi lấy điện thoại đi quay quay vòng vòng mộ cậu nè thấy không? Quay trực tiếp về cho con nó coi. Dạ. À, bữa nay Noel mộ cậu khán giả tới thăm cậu quá chừng luôn. Dạ. Chúc cậu bữa nay ngoại về nhà là ngoại khỏe. Dạ, là ai mà lên đây về là khỏe hết đó ngoại ơi. Dạ, lại lên đây là cậu phù hộ. Cậu phù hộ cho về khỏe. Đi chừng trước rồi mấy đứa nó có quẩn. Dạ. Rồi từng này đó mới đưa nó vô đây. Dạ. Ngoại vô đây, ngoại vui không ngoại? Hả? Ngoại vô tới đây ngoại vui không? Sao vậy? Sao tới đây ngoại không vui? Chút đông quá đâu. Hả? Mà thấy cái hình cũng hơi buồn. Dạ. Vui thì vui nhưng mà vô đây thấy cậu Năm nằm đây là cậu ngoại hơi buồn. Hơi buồn. Dạ. Tội nghiệp ngoại không? Ngoại từ Châu Đốc An Giang xuống đây mà ngoại thấy cậu Năm ngoại muốn khóc luôn. Ngoại muốn khóc luôn kìa. Mấy bà già mến mộ Vũ Linh dữ lắm nè. Dạ. Qua đây thăm thầy của thầy của ngoại là rất là thích xem cái cổ cải lương. Tại vì sau này lớp trẻ thì ít chứ. Qua đây thăm bà Thanh Kim Huệ em đây. 60 năm lên là cô Thanh Kim Huệ bên đây nè ngoại. Đi đường rồi đi đường trong nè ngoại. Ngoại ơi đi đường trong đây nè ngoại. Ngoại đi đường ở trong nè. Bên đây nè ngoại, đó bên đó là mặt trước, còn này là mặt sau. Rồi, bây giờ mấy anh em thỉnh lọc xuống bánh kem rồi, mấy anh em đang dùng thằng kia cô chú anh chị ơi. Không biết như thế nào mà nãy cái chị nào không biết tự nhiên cái đưa cho cây nước chị Hương à, tự nhiên cái đưa cho cây nước cầm. Ở để anh cầm giùm cho cầm rồi cầm luôn á. Thôi nó trả lại cho chị quá à. Đi 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 qua bản tiếp đi qua quanh trắng luôn hôm nay hỏi thăm ngoại nè. Bữa nay chị Long có tới không mấy anh? Hả?
chị Hồng Loan á là hôm nay là đem mua là 3-4 tô phở anh yêu với Di Minh, với phòng số 1, với Thế Ngọc 4 tô phở nha bà con chú. Là mua lên cho mấy anh 4 tô phở hả? Rồi xuống vậy. Cái gì? Hồng Loan, con Hồng Loan mua cho ai 4 tô phở? Không phải là mà đem lên giùm 4 tô phở là do Minh Hùng mua. Minh Hùng nấu không mua gì không biết. Anh bốn tô phở lên cho ai? Trời ơi trời. Bốn tô phở hả? À. Đó là ai ai là người mua? Cô quái hay không? Trời ơi. Trời ơi. Minh Hùng. Trời ơi. Minh Hùng là anh nào ta? Anh Minh Hùng là anh nào? Minh Hùng là cái anh gì đó phải không? Làm đây truyền hình á. Bên truyền hình Trần rồi rồi nhớ. Cái gì? Anh nó là tiền hình đó nữa mới lần. Trời ơi trời, phòng 61 bữa nay chị Hồng Loan mua thụ mua phở lên trăng hả? Gửi chị Hồng Loan đem lên, con lên lên. Cái thằng ngoài lên đây kêu người làm tiền hình đó. Mấy lần Hùng đó. Tới giờ còn chưa hết nữa bà con chú. Trời đất ơi, sao mà cảm ơn Hùng nha. Nó tự nhiên nó ngại cái em quên luôn á. Rồi quên vậy chút đừng có ăn. Cái nhớ nhớ Hùng không? Biết. Nhớ Hùng không mà cũng tặng tặng mà mình ăn chứ. Quên quên thì thôi chút đừng có nhặn. Hôm nay đang ngủ mấy bạn ngủ cái đang ngủ thiêu thiêu cái Minh Hùng điện nó vậy 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 á. Ông chị là cảm ơn anh Minh Hùng trước luôn nha. Còn cái thông tin mà chị Hồng Loan lên là anh mới xác thực rồi. Thông tin mà phải xác thực thông tin. Có không nếu? Có, anh mới gọi anh hỏi mà. Là chị Hồng Loan có lên không? Chiều nay lên. Rồi vậy chiều nay lên. Anh nói chính xác. Dân công nghệ thông tin chính xác không chứ em thông báo rồi đó anh thông báo bà con YouTube hôm nay, hôm nay chị Hồng Loan lên cô chú anh chị ơi em mới nghe anh nêu là ảnh hỏi rồi ảnh xác thực chính xác có một thông tin mới nè ảnh mới dám đưa la là chị Hồng Loan hôm nay chị Hồng Loan lên chức cô chú luôn nè có chị Hồng Ngọc quá Hồng Ngọc là chị Hồng Ngọc phải nữa chứ đúng rồi phải có chị Hồng Ngọc đúng rồi đúng không rồi chị Hồng Ngọc chị hôm nay là chị lì xì cho thằng chị Ngọc lì xì cho người ai có không có không vậy trời có không vậy có không để tôi hứa là nha để tôi xin keo lại cậu cái coi cái đồ đựng Ngọc ơi thôi mọi người dùng em mà dùng mặn nước nha bánh cây dùng sao đây cô chú hello chị đang chờ đây nè chị về á à, bây giờ là giờ cắt bánh kem là chia cho mấy anh em ở đây ăn uống nè cô chú anh chị ơi đó, quá đông vui ha sinh nhật cái bên kia cả quẹt tôi có sinh nhật quẹt không già đâu em hả cô chú thôi Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha thì ông bà cô chú có xem kênh của Bùi Hải Vlog có thương Bùi Hải thì cho Bùi Hải xin một lượt like một lượt đăng ký để kênh được phát triển thêm cô chú anh chị để Bùi Hải có động lực để làm những video hay nhất tại mọi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa cũng như trong nước và ngoài nước xem mà.